Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Hai người dân ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát tử vong khi đất đá vùi lấp lán trại. Nông dân Sapa lên kế hoạch ổn định sản xuất trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, còn gọi là EVFTA. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, các đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện các nước EU, các hiệp hội, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam và EU, điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh thành. Tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Cách đây hơn một năm, vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Việt Nam và EU đã ký chính thức Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, thể hiện tư duy chiến lược, mở ra không gian rộng lớn giữa hai bên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, EVFTA là một FTA thế hệ mới, có tiêu chuẩn cao, toàn diện, độ mở lớn và cân bằng lợi ích cho cả hai bên. Riêng đối với Việt Nam, nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong điều kiện bình thường, Hiệp định có thể góp phần giúp GDP tăng thêm bình quân lên đến 3,2% trong giai đoạn 5 năm đầu thực hiện và lên đến 7,72% cho 10 năm sau đó. Với cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế của EU, EVFTA dự kiến sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng kim ngạch xuất nhập khẩu sang EU thêm khoảng 42% vào năm 2015 và giảm gần 45% vào năm 2030. Không chỉ vậy, Hiệp định còn giúp tăng thêm gần 150.000 việc làm mỗi năm. Thủ tướng nêu rõ, việc EVFTA có hiệu lực hứa hẹn sẽ mang lại những con số dự báo lạc quan về tăng trưởng xuất khẩu. Tuy vậy, để đạt được các dự báo lạc quan đó, Thủ tướng đặt ra vấn đề, ngay lúc này, câu hỏi lớn hơn, quan trọng hơn là chúng ta phải làm gì, làm như thế nào, nỗ lực ra sao để đạt được ước tính kết quả tốt đẹp đó, nhất là để nâng mình lên trong hợp tác của các đối tác EU, khối phát triển kinh tế hùng mạnh hàng đầu của thế giới. Thủ tướng tin tưởng cho rằng, nếu EVFTA được ví như con đường cao tốc cho việc thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, thì ngày hôm nay chúng ta đã tự tin sẵn sàng thông xe để giúp cho các phương tiện lưu thông trên đó. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành và địa phương cũng đã trình bày về sự chuẩn bị của bộ ngành địa phương mình đối với việc thực thi Hiệp định EVFTA, thảo luận, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp về 6 nhóm vấn đề lớn liên quan đến công tác truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và FTA nói riêng, các giải pháp để tận dụng hiệu quả cam kết, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, các yêu cầu về phát triển bền vững, vấn đề về phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vấn đề về cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của EU. Đối với tỉnh Lào Cai, để chuẩn bị cho thực hiện hiệp định, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định EVFTA, đảm bảo công tác xây dựng pháp luật, thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, tổ chức công đoàn đổi mới nhận thức và tư duy, thực hiện tốt những vấn đề về quan hệ lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện công tác chăm lo phúc lợi, lợi ích của người lao động, xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội. Ngày 5 tháng 8, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, nắm bắt thực địa công tác phòng chống thiên tai tại huyện Mường Khương, Simacai và Bảo Yên. Tại huyện Mường Khương, đoàn đã kiểm tra thực địa tại thôn Và Thàng, xã Tung Trung Phố, nơi 51 hộ dân nằm trong vùng sạt lở đất và có nguy cơ đá lăn. Để bà con ổn định cuộc sống, huyện Mường Khương đề xuất phương án tái định cư cách trung tâm xã 300m, hai bên đồi, tương đối thoải, tránh xa được khu vực đá lở. Vị trí này thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng. Tổng mức đầu tư thấp so với xây dựng khu tái định cư tại các địa điểm khác. Tại huyện Simacai, đoàn đã kiểm tra thực địa tại thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thần, nơi có nguy cơ sạt lở, đá lăn gây ảnh hưởng đến nhà ở của 9 hộ dân và trường mầm non xã Lùng Thần. Đoàn cũng đi thực địa tại điểm sạt lở trên tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã Cán Cấu đi thôn Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu. Khu vực sạt lở tại khu dân cư Phố Thầu, Phố Mới, thị trấn Simacai.
Tại huyện Bảo Yên, đoàn đã đến kiểm tra khu vực xuất hiện vết nứt sụt lún tại bản Qua, xã Xuân Hòa, hiện đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 6 hộ dân trong khu vực và nguy cơ hư hỏng trục đường liên thôn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng tại chỗ cũng thường xuyên ứng trực đề phòng tình huống bất chắc có thể xảy ra. Lãnh đạo huyện Bảo Yên đề xuất các giải pháp trước mắt là xử lý lượng đất đá đã sạt xuống để không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường liên thôn. Về lâu dài, huyện đề xuất di chuyển các hộ dân sống trong khu vực nguy cơ cao đến nơi ở mới theo phương án tái định cư tại chỗ và tái định cư xen ghép. Sau khi kiểm tra thực địa các địa điểm và nghe kiến nghị đề xuất của các địa phương, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương phương án di chuyển các hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở và thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện khi thực hiện các phương án xây dựng khu tái định cư cần rà soát, tính toán sao cho phù hợp với địa hình tự nhiên, thuận lợi cho người dân sinh sống và canh tác theo phong tục tập quán, đồng thời phải tận dụng được các cơ sở vật chất đã được đầu tư và gắn với quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh cũng chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện khảo sát lập hồ sơ để tham mưu cho tỉnh giao danh mục đầu tư các công trình cấp thiết phòng chống thiên tai. Hiện Lào Cai đã bước vào mùa mưa lũ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động các phương án khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 6 tháng 8, tại thôn Trung Trải, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến hai người bị vùi lấp dẫn đến tử vong. Chính quyền địa phương đã khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Nạn nhân là vợ chồng ông Tần Liễu Châu và bà Tần Liễu Mẩy, cùng sinh năm 1957. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai nạn nhân đang ngủ tại lán chăn nuôi ở thôn Trung Trải, xã Phìn Ngan. Tại hiện trường xảy ra vụ việc, đất ở ta luy dương sạt xuống khối lượng lớn, vùi lấp toàn bộ khu lán của gia đình. Sau khi nhận được tin báo, xã Phìn Ngan và huyện Bát Sát đã huy động lực lượng công an, quân đội, nhân dân tìm kiếm thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Đêm mùng 5 và dạng sáng mùng 6 này thì trên địa bàn xã là cũng có mưa. Mưa thì không to lắm, tuy nhiên là mưa liên tục kéo dài. Và nguyên nhân sạt lở chúng tôi xác định là bên trên chỗ sạt lở là có một đám ruộng và xác định là nước nguyên nhân sạt lở là từ nước từ ruộng chảy xuống. Đối với trên địa bàn xã Phìn Ngan thì gần như là tất cả 10 thôn bản trên địa bàn xã, thôn nào cũng có địa hình dốc, cũng khe suối rất là hiểm trở. Cho nên là đối với công tác tuyên truyền cảnh báo là đối với địa phương là liên tục. Tuy nhiên là do địa bàn hiểm trở nên cái việc cảnh báo ý thức đối với người dân, một số người dân là chưa thực sự là cao. Cho nên là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục là có biện pháp rà soát và tập trung công tác tuyên truyền cảnh báo. Thời gian vừa qua tại Phìn Ngan, Bát Sát nói riêng, nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai nói chung đều có mưa to đến rất to, khiến cho lượng nước tích trữ trong đồi núi lớn, gây ra nguy cơ sạt lở đất rất cao, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên tiếp có công điện, văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương rà soát các vị trí có nguy cơ để di rời, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân. Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không ngủ nghỉ lại tại lán trại để đảm bảo an toàn. Hiện nay thì tất cả các văn bản chỉ đạo từ trung ương, tỉnh, huyện như đến cơ sở xã thì cũng đã chỉ đạo rất là đầy đủ và kịp thời. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái chính quyền cơ sở rà soát lại các cái khu vực, những cái khu vực có nguy cơ mà sạt lở đất thì sẽ tiếp tục khuyến cáo bà con nhân dân là di rời hoặc là bố trí cho bà con nhân dân di rời để tránh thiệt hại đến tính mạng cũng như tài sản của bà con nhân dân. Trong đêm mùng 5 tháng 8 vừa qua, mưa vừa, mưa to dội xuống nhiều nơi của Lào Cai. Dự báo đợt mưa này có khả năng sẽ kéo dài cho đến ngày 8 tháng 8, rải rác mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các cấp chính quyền, người dân trong toàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi cần tập trung sức lực, nguồn lực, phương tiện các loại, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai khi thời tiết còn những diễn biến xấu. Công an thị xã Sapa vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Công an huyện Sapa 1951-2019. Tại buổi gặp mặt, Công an thị xã đã công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Công an huyện Sapa giai đoạn 1951-2019. Đây là ấn phẩm quan trọng tái hiện quá trình hình thành phát triển của Đảng bộ Công an huyện Sapa trong 68 năm qua. Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền, góp phần động viên các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của ngành, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các thế lực thù địch. Dịp này, 5 cá nhân được nhận huy chương vì an ninh Tổ quốc,
5 chiến sĩ được nhận huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao giấy khen cho một cá nhân. Ngoài ra, tập thể Công an thị xã Sapa được Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng bằng khen và giấy khen. 6 tháng đầu năm, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bắc Hà tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tính đến giữa năm 2020, trên địa bàn huyện Bắc Hà còn 2.327 hộ nghèo, bằng 13,82% tổng số hộ toàn huyện, giảm 280 hộ so với cuối năm 2019, tỷ lệ giảm nghèo đạt 2,14%. Để công tác giảm nghèo ở địa phương đảm bảo về số lượng và chất lượng, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bắc Hà tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như nghị quyết 30A, chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới và một số chính sách giảm nghèo khác. Đặc biệt, phong trào thi đua phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững tiếp tục diễn ra sôi nổi, cổ vũ người dân ở các địa phương tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa các giống cây trồng vật nuôi mới kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2020, Lào Cai đã giải quyết việc làm cho khoảng 57.000 người và ước đến hết năm 2020 sẽ có trên 64.000 người được giải quyết việc làm. Như vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đề ra mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Lào Cai có 55.000 lao động được tạo việc làm. So với kết quả thực hiện đã đạt 116,9%. Mục tiêu đề án 09 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 phấn đấu 60.000 người được giải quyết việc làm, đến nay đã đạt 107,1% kế hoạch. 83% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 75% thôn làng, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 95% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 80% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đây là những mục tiêu được đề ra trong đề án số 08 của tỉnh ủy về phát triển văn hóa thể thao giai đoạn 2016-2020. Sau gần 5 năm nỗ lực, các mục tiêu này đã hoàn thành 100%. Với nhiều giải pháp được triển khai một cách đồng bộ từ công tác chỉ đạo điều hành, các giải pháp về thông tin tuyên truyền, giải pháp về đầu tư nguồn lực, về cơ chế chính sách, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực đến việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, các mục tiêu về xây dựng hộ gia đình đến các tập thể đạt chuẩn văn hóa mà chúng tôi vừa nêu trên đều đã được thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra trong đề án số 08 của tỉnh ủy. Kết quả nêu trên không chỉ khẳng định quyết tâm và sự thấm nhuần của Lào Cai về tư tưởng lấy văn hóa, lấy con người làm nền tảng xây dựng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của nhân dân về việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách pháp luật và các hành vi ứng xử trong cộng đồng và gia đình, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai văn minh giàu đẹp. Không tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đối với các điểm thi khi tổ chức kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ngoài ra, ngành giáo dục yêu cầu các hội đồng thi tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Như điểm thi cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Cán bộ làm thi, thí sinh dự thi cần chuẩn bị cốc uống nước riêng. Bố trí cán bộ phối hợp với nhân viên y tế đo thân nhiệt của tất cả những người làm nhiệm vụ tại điểm thi và thí sinh trước khi vào khu vực tổ chức thi. Yêu cầu thí sinh tự do khai báo y tế trong buổi làm thủ tục thi vào ngày 8 tháng 8. Cán bộ làm thi, thí sinh dự thi cần chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe trước khi đến điểm thi, đo thân nhiệt tại nhà. Nếu có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ốm, ho, sốt hoặc khó thở, phải báo cáo ngay cho điểm thi để được xử lý kịp thời. Hiệu trưởng các trường, trưởng các điểm thi tuyên truyền hướng dẫn người nhà, thí sinh khi đưa đón cần phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch bệnh. Trường hợp điểm thi tổ chức ăn trưa cho cán bộ làm công tác thi thì sử dụng hình thức suất ăn cá nhân, đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, các trường học, điểm thi cũng đã khẩn trương phun thuốc khử trùng và tiến hành biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 8, các trường học nơi đặt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương phối hợp với trung tâm y tế địa phương tiến hành phun thuốc diệt trùng, khử khuẩn, vệ sinh đối với các phòng thi,
vào toàn bộ khuôn viên xung quanh trường. Kỳ thi năm nay, thành phố Lào Cai có 4 điểm thi chính và 4 điểm thi dự phòng. Việc phun khử khuẩn sẽ được hoàn thiện trong ngày 6 tháng 8. Sau khi đã nhận được kế hoạch của Trung tâm Y tế, thì là nhà trường đã cùng phối hợp với Trung tâm Y tế và trạm y tế ở trên địa bàn của thành phố đã phối hợp tốt để phun khử khuẩn tất cả các điểm thi. Việc khử khuẩn của Trung tâm Y tế hết ngày nay là chúng tôi phải hoàn thành tất cả các điểm thi. Mình khử khuẩn tất cả những cái điểm vòng 1 này, điểm 2 chúng tôi lại tiếp tục phối hợp với nhà trường để tổ chức để chuẩn bị cho cái khử khuẩn lần 2 ạ. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường học phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát phân loại thí sinh thuộc diện F1, F2 nếu có, lập danh sách gửi về sở trước ngày 10 tháng 8 năm 2020. Để đưa cuộc sống trở lại bình thường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế khuyến nghị toàn dân hãy cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống COVID-19. Ứng dụng sẽ cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Bước 1, vào kho ứng dụng CH Play đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android hoặc App Store đối với điện thoại hệ điều hành iOS. Bước 2, gõ từ khóa Bluezone trong mục tìm kiếm. Bước 3, chọn ứng dụng Bluezone, ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt. Bước 4, mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang bùng phát dịch COVID-19. Rút kinh nghiệm từ chủ trương giãn cách xã hội dịp tháng 3, tháng 4 vừa qua, hiện nay nông dân thị xã Sapa đang chủ động duy trì hoạt động sản xuất và chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong tình huống nếu dịch bệnh diễn biến xấu đi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lâm Phong là một trong những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để trồng nấm hương. Với gần 2 hectare, công ty đã xây dựng được 17 nhà trồng nấm, 13 vườn ươm và 2 nhà cấy nhân giống. Khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm, công ty đã chủ động sắp xếp để công nhân ở tại nhà xưởng, vừa đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội mà vẫn duy trì được ổn định sản xuất. Vì vậy, 30 công nhân vẫn đảm bảo thu nhập và công ty cũng vẫn đủ hàng để xuất khẩu đúng theo tiến độ. Xuất khẩu thì gần như không ảnh hưởng, đây nó vẫn là thực phẩm. Còn về sản xuất thì sẽ có ảnh hưởng, bởi vì nếu mà nhà nước đưa ra cái giãn cách xã hội thì sản xuất nó rất là khó. Thế là mình cũng chủ động, bởi vì đã trải qua 2 lần rồi cho nên là cũng sẽ chủ động cho công nhân ở tập trung gần như cách ly tại đơn vị. Để mà đủ cái công nhân thì là phải kêu gọi công nhân thời vụ là ở tại đây, không đi ra ngoài nữa. Rất là hạn chế mà cũng không muốn ra ngoài tiếp xúc, hoặc là những người mà họ có bệnh không biết thì mình đến mà mình đi tiếp xúc lại lây bệnh. Trước là hầu như là đi làm rồi cũng phải đeo khẩu trang, không ai là không được. Còn nếu bây giờ có lại có thì vẫn thực hiện đúng nghiêm chỉnh. Khi nhận thấy dịch COVID-19 bùng phát trở lại, anh Nguyễn Duy Toản ở thôn Suối Thầu, xã Tả Phìn đã thay việc trồng hoa như mọi năm bằng trồng rau xanh để có thể bán trong mọi tình huống. Bởi trước đó việc bán hoa chật vật, thua lỗ cả tỷ đồng vì giao thông bị kiểm soát chặt. Ở trên này là không tiêu thụ được hết hàng. Mình cho quê nếu mà chỉ trẻ gái là quay sang người ta không lấy nữa. Mình ở không có xe trở về, toàn phải thuê xe ngoài thôi. Đấy, mình phải hợp đồng trước người ta mới trở về cho mình. Mình bán cùng là nếu mà bán 10 người ta chỉ giảm 3. Hiện nay thị xã Sapa có 4 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 355 hộ gia đình đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra khối lượng lớn sản phẩm cung ứng về các tỉnh và hệ thống siêu thị trong cả nước. Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc chủ động ứng phó của các cơ sở trong mọi tình huống, có phương án sản xuất ngay cả khi dịch bệnh xảy ra tại địa bàn là hết sức cần thiết. Có đó góp phần đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và an toàn phòng chống dịch bệnh. Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 5 tháng 8 năm 2020, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Bát Sát tổ chức kiểm tra và bắt giữ xe tải vận chuyển 2,8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực km 27 cộng 120, tỉnh lộ 156B thuộc địa phận xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tổ kiểm soát liên ngành Công an huyện Bát Sát đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 90C04027 đi từ thành phố Lào Cai vào huyện Bát Sát có nhiều biểu hiện nghi vấn.
lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trên thùng xe có nhiều bao tải màu xanh. Bên trong có 97 thùng bìa giấy đựng chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 2,8 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1994, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Phạm Thanh Tùng khai nhận chở thuê số chân gà trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi từ xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng vào huyện Bát Sát với số tiền công là 1,5 triệu đồng. Hiện công an huyện Bát Sát đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.